bà bầu an ủi được không? Chào mừng quý vị và các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Quý vị và các bạn thân mến, ổi luôn là một loại quả cung cấp rất nhiều dưỡng chất và các vitamin cho mọi người. Nhưng không phải loại quả nào cũng thích hợp đối với các mẹ bầu và thai nhi. Nhưng những chất dinh dưỡng có trong ổi có thực sự thích hợp với các mẹ hay không? Ổi có nhiều dưỡng chất, tốt cho sự phát triển của bé hay không? Các mẹ hãy cùng tham khảo những thông tin ngay sau đây nhé! Nguồn dinh dưỡng cho bà bầu từ ổi. Thứ nhất, bổ sung vitamin C. Những dinh dưỡng có trong ổi giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của các bà mẹ tương lai, đồng thời cũng giúp trong việc loại bỏ các vấn đề sức khỏe khác như đau răng, chảy máu nớ răng, viêm loét, mạch máu bị vỡ. Đặc biệt trong ổi rất giàu vitamin C, chỉ cần một trái ổi cũng đã có thể đáp ứng lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày của bạn. Thứ hai, chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa. Nếu các mẹ ăn ổi mỗi ngày sẽ là cách đơn giản giúp cơ thể ngăn cản sự tấn công của các loại vi khuẩn gây hại. Thứ ba, hàm lượng chất xơ cao. Khi các mẹ ăn ổi trong mỗi bữa ăn có thể sẽ có ích trong việc ngăn ngừa nguy cơ bị trĩ và táo bón khi mang thai. Thứ tư, giảm lượng chất magie, giúp thư giãn các dây thần kinh và cơ bắp của cơ thể. Thứ năm, acid folic, dưỡng chất rất quan trọng trong sự phát triển của hệ thống thần kinh của bé. Hàm lượng canxi giúp bạn đối phó với phần nào nhu cầu canxi của cơ thể khi mang thai. Ăn ổi giúp bà bầu ngăn ngừa nhiều căn bệnh. Thứ nhất, ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường. Ăn ổi giúp các mẹ duy trì được lượng đường trong máu, làm giảm nguy cơ bị tiểu đường cao. Thứ hai, giữ huyết áp ở mức ổn định. Ổi cũng giữ cho mức huyết áp của mẹ bầu ở mức ổn định, điều kiện cần thiết để ngăn ngừa sảy thai và sinh non. Thứ ba, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu. Ăn ổi khi mang thai làm tăng mức độ hemoglobin trong cơ thể, bổ sung chất sắt, triệu chứng thường gặp ở hầu hết các mẹ bầu. Thứ tư, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Trong ổi xanh chứa nhiều tác nhân làm xe, các dinh dưỡng trong ổi như vitamin C, carotene có tác dụng bồi dưỡng hệ tiêu hóa. Ổi còn kiêm chức năng hỗ trợ ruột và dạ dày trong trường hợp những bộ phận này bị viêm nhiễm. Ngoài các dưỡng chất, ổi còn có một lượng lớn các chất xơ. Do đó, ăn ổi sẽ giúp ruột giữ nước, làm sạch hệ tiêu hóa và các dịch bài tiết. Thứ năm, ngăn ngừa vi trùng xâm hại cơ thể. Trong ổi có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, chất chống độc tố như vitamin C, vitamin E, isoflavonoid, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, đồng thời giúp mẹ bầu tránh xa bệnh tật. Chất phòng chống ung thư tuyệt vời. Vai trò của lycopene và chất chống oxy hóa có trong ổi làm giảm khả năng bị ung thư. Nếu lycopene có trong cà chua chỉ được cơ thể hấp thụ khi đã nấu chín, thì ở quả ổi nó lại được hấp thụ dễ dàng bởi cấu trúc tế bào khác biệt. Do vậy, các mẹ có thể bổ sung ổi vừa cung cấp dưỡng chất, vừa làm chất phòng chống ung thư cho bản thân. Thứ bảy, hỗ trợ cho sự phát triển của thai nhi. Các mẹ có biết trong ổi có chứa acid folic và vitamin B9 rất quan trọng cho sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Thứ 8, nguồn chất giảm ho hiệu quả. Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi rất có lợi trong việc làm giảm ho, trị cảm. Đồng thời có tác dụng dọn dẹp hệ hô hấp. Thịt quả ổi chứa rất nhiều vitamin và sắt, nhờ đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm và các trường hợp bị nhiễm siêu vi. Thứ 9, bổ sung canxi chắc khỏe cho mẹ và bé. Các mẹ có biết, để cho xương và răng của thai nhi phát triển thì các mẹ sẽ phải bổ sung một ly nước ép ổi mỗi ngày. Những lưu ý bà bầu cần biết khi ăn ổi. Trong thời gian đang mang thai, các bà bầu không nên ăn quá nhiều, sẽ dẫn đến một số tác dụng không tốt đối với cả mẹ và thai nhi. Khi ăn ổi, các mẹ nên gọt vỏ. Vì nếu không gọt vỏ trước khi ăn, sẽ có nguy cơ bị tiêu chảy do tiêu thụ một lượng chất xơ quá lớn. Các chuyên gia khuyến cáo những bà bầu có vấn đề về tiêu hóa không nên ăn hạt ổi, bởi chúng khó tiêu và thường đọng lại rất lâu trong bao tử. Các mẹ nên hạn chế ăn ổi còn xanh vì trong ổi xanh có thể gây một số vấn đề không thoải mái, nhất là đối với những mẹ bầu có vấn đề về răng miệng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông thông báo để cập nhật thêm nhiều video hay miễn phí từ Kiến thức mẹ bầu nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.